chạy mau. Tâm gia, mau, nó tới rồi. Cái gì thế này? Bật lửa, bật lửa. Trẻ con đừng bật lửa, tè ra quần đấy. Bật lửa. Đúng rồi, lửa có thể khử từ. Cậu đợi tôi một lát. Đây, cho cậu cái này lợi hại hơn. Giờ là thời nào rồi mà anh còn mang theo đuốc? Đúng là lạc hậu, trí tuệ truyền thống thắp sáng cuộc đời cậu. Bơm hiệu bằng da. Bị ống rồi sao? Sao nhìn quen vậy? Qua đó xem. Đó chẳng phải là chim mặt người sao? Nó hại chúng ta suýt chết ở dân đỉnh thiên cung. Không phải nó bay từ núi Trường Bạch xa xôi tới đây đó chứ? Đúng là bám da như đĩa. Chim mặt người, chim xanh đều là yếu tố liên quan đến chim. Hai cái này có liên quan gì tới nhau không? Tây Dương Mẫu và dì ở dân đỉnh thiên cung có liên quan với nhau à? Không chỉ có dân đỉnh thiên cung, anh đừng quên bút ký của Trần Văn Cẩm nữa. Trên bút ký còn đánh dấu những nơi khác. Chỉ có điều những nơi đó đều ở trong lòng mạch lớn. Liền tháp Mộc Đà này là đứng một mình. Xe đầu tiêu, mộ thuyền dưới đáy biển, bảo tháp Thiên Quang Tự, Xài Đạt Mộc, tháp Mộc Đà, nơi mà Trần Văn Cẩm đánh dấu, chắc là không phải đều có liên quan mật thiết tới Tây Dương Mẫu đấy chứ. Nói không chừng chim mặt người này chính là sản vật ở đây cũng nên. Mỗi khi quen biết bạn mới, Tây Dương Mẫu sẽ tặng họ gì đó, coi như là quà gặp mặt. Nếu thật là như vậy thì chúng ta phải cẩn thận. Thứ này không dễ đối phó. Tiểu ca, phát hiện được gì rồi? Có bức vẽ. Mọi người nhìn này, chỗ này chắc là con đường này.
những dấu chấm ở hai bên đường có lẽ chính là vị trí bức tượng. Đúng rồi, anh xem, trên này còn khắc hình người nữa. Hơn nữa vị trí này chính là nơi chúng ta đang đứng. Những người này hình như đang men theo con đường. Có người gõ trống bên ngoài cửa, như là đang thực hiện nghi thức gì đó. Từ thời Thương Chu, người xưa đều đúc giữ lên đồ tế lễ bằng đồng để ghi chép thông tin. Kiểu điêu khắc này chắc cũng có công dụng như vậy. Loại tượng đá hình thù này giờ đã không còn nữa rồi. Nếu bên trên còn lưu giữ thông tin thì càng có giá trị hơn. Thứ này đáng tiền lắm mà. Tôi nói nó có giá trị, chứ không nói nó đáng tiền. Không có cơ quan ngầm nào cả, chỉ là một tượng đá thông thường. Có điều trên này có mấy cái lỗ, không biết để làm gì. Phần đế, phần bụng và cả hai bên da tượng đá nữa, có tổng cộng 4 lỗ. Phan Tử, anh nói xem. Phan Tử đang nghĩ gì vậy? Anh có phán đoán gì về cái lỗ này à? Tôi cứ cảm thấy cấu tạo của thứ này hơi kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Tóm lại, chúng ta phải cẩn thận hơn. Người anh em, chúng ta cũng coi như người quen cũ. Lần này nể mặt bằng da cho một con đường sống nhé. Quá yên ắng. Không có động tĩnh gì, thực sự quá yên ắng. Anh nghĩ mà xem, đây là rừng mưa nhiệt đới, nhưng ngay cả tiếng chim hót cũng không có, không được bình thường lắm. Cái này, thiên chân từng làm mẹ có khác, nhạy cảm vô cùng. Đáng tiếc, nắm con của cậu chết yểu rồi. Thế này đi, tôi thay Tiểu Tâm gia vào dò đường trước. Nếu không có gì xảy ra thì mọi người hãy vào theo. Tôi đi cùng với anh. Chỗ này từng bị hơ lửa, có vẻ cũng có người dùng cách giống chúng ta. Được rồi, đừng nghiên cứu nữa. Chắc chắn là Tam gia rồi. Hai chiếc ba lô này là của hai kẻ không may vừa nãy. Xếp hết đều đặt vào rồi. Đi thôi. Cẩn thận.
Pomeran. Anh có ý đúng không? Thời khắc then chốt, tính mạng quan trọng. Chỉ cần trong phòng này có ánh sáng thì sẽ xảy ra khúc xạ giơ con, khiến mắt không mở nổi. Muốn có kính râm không? Tôi là người tốt bụng, bán cho cậu với giá 800 tệ. Không cần. Cậu cố ý đúng không? Côn pháp có rất nhiều loại, nhưng này gọi là côn pháp đánh chó. Cậu nói như vậy là đang sỉ nhục người khác đấy à? Chẳng phải chó rất tốt sao? Bạn tốt của con người đấy. Chẳng phải anh có rất nhiều kinh nghiệm sao? Mau tìm cách mở cửa đi. Thế nào rồi? Cái này chắc là xương chân chuột gì đó. Khá đấy Phan Tử. Cái này mà cũng biết. Tôi từng ăn rồi. Phan gia, nếu ở trong hoàn cảnh đó thì anh cũng phải ăn thôi. Anh nói xem, trong mấy bức tượng này chắc không có chim mặt người thật đấy chứ? Chỗ xương này chắc không phải là chúng bỏ lại sau khi ăn đấy chứ? Có lẽ là động vật ăn thịt nào đó thôi. Không sao. Nếu có mảnh thú gì thật thì coi như chúng ta thêm thức ăn thôi. Gọi Tiểu Tâm Gia bọn họ lại đây được rồi. Chắc chỗ này không có gì nguy hiểm đâu. Tiểu Tâm Gia, qua đây đi. Tôi tự làm được. Vẽ khắc trên này hình như không có gì khác biệt so với bức tượng đầu tiên. Vẫn là một đám người đi vào trong. Nếu mấy bức vẽ này dùng để ghi chép thông tin thì sao lại giống nhau hết như vậy? Quá kỳ lạ. Cái xác này còn tươi. Động vật hoang dã sẽ không dứt bỏ con mồi sau khi bắt được. Tôi biết rồi. Mọi người nghĩ mà xem. Kỹ thuật chăn nuôi thời Tây Dương mẫu chắc chắn không hiệu quả. Đây này, nhiều khả năng là khu vực săn bắn, chuyên dùng cho việc đi săn của Tây Dương mẫu. Nói không chừng Tây Dương mẫu này đã nắm bắt được kỹ thuật săn bắn tinh vi gì đó. Có thể giết chóc trong vô hình. Ví dụ như lợi dụng ánh mặt trời, luồng không khí, dây leo, hoặc là mấy bức tượng này. Bằng tử nghe nói linh tinh khiến tôi đau đầu. Cậu đau đầu là vì chúng gió sao sinh? Kéo cao lên. Chết rồi sao? Cứ thế mà chết thôi sao? Kỳ lạ. Cậu nhìn xem, tôi đã nói gì nào? Tay dương mẫu này có thể giết chóc trong vô hình. Tôi nghĩ chắc chắn nơi này có gì đó ảnh hưởng tới động vật. Động vật khá nhạy cảm.
Nhiều lúc con người không cảm nhận được, nhưng động vật thì lại có thể. Phan Tử, anh không sao chứ? Tôi đau đầu thôi. Trong rừng mưa nhiệt đới này, khi áp vốn đã thấp, địa hình lại eo hẹp, con người ở đây lâu chắc chắn là không chịu nổi. Đất đá bên trên sạt xuống rồi, may mà đá ở hai bên đường khá kiên cố. Giờ cửa vào bị chặn rồi, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Tai cậu cũng thính ghê nhỉ, không kém gì tôi. Mắt anh cũng khá đó. Tai Dương Mẫu này đúng là khác người. Những thứ vừa rồi đều là zircon có thể chiếu mù mắt người khác. Cậu nói xem, nó không chỉ đẹp mà còn giết người được nữa. Đây cũng coi như một loại hình nghệ thuật nhỉ. Nhưng mà điều mà bà ta không ngờ là Hắc Gia ta đã trang bị đầy đủ, không chút sơ hở. Cô không sao chứ? Bị say nắng rồi à? Giờ tôi không chỉ đau đầu mà tim cũng ngày càng khó chịu. Phan Tử, cố chịu đựng đi. Tiểu ca, Phan Tử, đừng quan tâm tới tượng khách nữa, mau rời khỏi đây thôi, không đi tiếp được nữa. Có hai người rơi xuống ở đây, những người còn lại đã đi đến vị trí này rồi. Vị trí những người này chẳng phải chính là ở đây sao? Tư thế của người gõ trống bên ngoài này cũng không giống với bức tượng đầu tiên. Thiên Chân, cậu nhìn xem nó giống tranh Liên Hoàng không? Có lý. Bức vẽ trên hai bức tượng trước khác biệt quá nhỏ nên không nhìn ra, nhưng bức vẽ trên này, mấy người ở trong rõ ràng đã đi khá xa về phía trước. Tiểu ca nói đúng, không thể tiếp tục đi về phía trước nữa, nếu không sẽ giống như những người trong bức vẽ, cứ đi rồi ngất xỉu, không thể sống sót thoát ra ngoài. Lại đây, anh nhìn chỗ này đi. Thứ trên đó có giống đàn tế không? Đàn tế? Vậy vật tế là thứ gì? Những cái này sao? Tế người sống là tục lệ rất hay gặp trong xã hội thời cổ đại. Nói như vậy tức là chúng ta đang đi trên con đường hoàng tuyền sao? Tôi muốn biết rốt cuộc họ chết như thế nào. Phan Tử nói đúng. Đối với một số thứ, động vật có phản ứng mạnh hơn con người nhiều. Xem lại con chim vừa chết đó xem sao. Được. Thương tích có hai loại, nội thương và ngoại thương. Con chim này chết như thể mẫu vật vậy, chắc chắn là nội thương. Chắc không bí ẩn tới mức là nội thương chứ. Không nói chắc được. Cách tốt nhất chính là khám nghiệm tử thi. Tôi á? Được rồi, được rồi, được rồi. Hai chúng ta oẳn tù tì. Ai thua người ấy khám nghiệm. Oẳn tù tì. Có vẻ như người của Ngô Tam Tỉnh đã đi qua mấy cơ quan ở đây rồi, nhưng vẫn phải cẩn thận. Cơ quan trong cung điện kiểu này không phải một lần rồi thôi đâu. Một lần hay không không quan trọng. Đây đều là mũi tên, trò giặc giảnh. Anh lấy nó từ lúc nào vậy? Lấy nó làm gì? Lấy lúc nào không quan trọng, quan trọng là dùng để làm gì? Chẳng phải cần dùng đến rồi đây sao?
Chẳng lẽ không kích hoạt như vậy sao? Anh như vậy mà cũng tự xưng là giang hồ lão luyện, được người khác tranh giành. Anh được rất nhiều người thuê à? Anh bạn trẻ, khinh thường tôi đấy à? Nếu đã như vậy thì đánh cược đi. Con chim này ăn phải thuốc nổ rồi, nội tạng dở hết. Tiểu ca cũng trúng chiêu rồi. Dìu ra kia ngồi nghỉ trước đã. Đi nào. Ngồi lát đã. Nào, ngồi đây đi. Ngô Tà, Tiểu Tâm Gia, tôi nói này Ngô Tà, cậu phải gắng gượng đấy. Một mình tôi không lo được bốn người đâu. Mau nghĩ xem, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng, mau nghĩ xem. Chất khí. Đúng rồi, là chất khí. Không đúng. Sao tôi lại không sao? Để tôi nghĩ thêm xem. Nghĩ thêm. Âm thanh. Không đúng. Tôi cũng không nghe thấy gì cả. Còn gì nữa? Ánh sáng. Không đúng. Bằng tử, mọi người thấy có gì bất thường ở con chim vừa nãy không? Cái đó, con chim đó không hề có vết thương bên ngoài, nhưng nội tạng bên trong thì bị dở tung ra. Nội tạng bị dở tung. Trong điều kiện cực đoan này, ngoại trừ nước sâu, khí quyển gì gì đó, thì chỉ có tác động cực mạnh hoặc là chấn động nghiêm trọng mới có thể làm dở cơ quan nội tạng thôi. Nhưng mà nếu có thứ gì đó chấn động mạnh như vậy, thì chúng ta không thể không cảm nhận được gì. Có thứ gì không màu không dị, rất khó phát hiện, nhưng có hại cho cơ thể con người không? Vậy chỉ có sống hạ âm thôi. Ngày trước lúc đi lính, tôi từng nghe qua vũ khí sống hạ âm. Đó là một loại vũ khí con người không nghe thấy được, nhưng có thể làm chấn động nội tạng. Chúng ta bây giờ chóng mặt, nôn ọe vẫn còn là ổn. Tiếp theo bắt đầu chấn động nội tạng thì sẽ chết chắc. Sống hạ âm. Thứ gì có thể phát ra sống hạ âm? Ngọn núi này, cái cây này, ở đây chỉ có mấy bức tượng này là nhân tạo thôi. Cái lỗ, ý cậu là bốn cái lỗ trên bức tượng đó sao? Tôi đã thấy mấy cái lỗ đó không bình thường từ nãy rồi. Mấy con chim mặt người này, dù phát ra sống hạ âm, cũng cần phải có một đường ra, đúng không? Tôi nghĩ rất có thể chính là mấy cái lỗ đó. Mau bịch lại trước đã. Nhanh, đúng. Bịch lại. Cũng không biết cách này có hữu hiệu không. Hữu hiệu? Khá đấy Phan Tử. Sống hạ âm không dễ biến mất đâu. Bịch mấy cái lỗ đó lại chỉ có thể giúp khu vực này không có sống hạ âm mới sinh ra thôi. Chúng ta vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây thì hơn. Ít nhất cũng không chết vì dở gan. Trong lúc không hiểu ra sao, giống đám người trên bức vẽ. Thế này đi, phía trước còn rất nhiều bức chạm nổi, chắc cũng còn rất nhiều cơ quan. Vậy hai chúng ta thi xem, ai tìm ra cách kích hoạt cơ quan trước, ai tìm được nhiều hơn thì người đó thắng. Theo thông lệ của anh, người thua bị phạt bao nhiêu tiền? Cược tiền thì quá tầm thường. Thứ chúng ta đấu là danh dự và sự chuyên nghiệp. Nếu chúng ta không cược tiền, nếu ai thua thì người đó phải cởi quần. Dù sao thì người phải cởi quần chắc chắn không phải là tôi. Dù sao cũng không phải tôi.
Cái vừa rồi ghi cho cậu một điểm. Mọi người nhìn này, cuối con đường này có lẽ chính là đàn tế rồi. Quãng đường đến đây có rất nhiều xác động vật, có vẻ như sống hạ âm ở đây rất mạnh. Những người làm vật tế trên số tranh liên quan đó, khi đi đến đàn tế thì chết là cái chắc rồi. Chúng ta cũng làm vật tế một lúc ấy, xem như là vậy. Ghê gớm thật. Đây đúng là con đường xuống Hoàng Tuyền. Bên này, đi thôi. Tiểu ca, chúng ta nghỉ ngơi một lát nhé. Từ từ thôi. Cô ấy sao rồi? Không chết được đâu. Cậu xem, tôi đã nói rồi mà, kẻ ác sống lâu. Phan Tử, con kim mặt người này lợi hại thật. Tự mang sống hạ âm, giọng siêu trầm. Có một số thứ sẽ hấp thụ âm thanh bình thường, sau đó tự chuyển hóa thành sóng hạ âm. Âm thanh càng lớn, sóng hạ âm càng mãnh liệt. Chả trách bức tranh đó có khắc cảnh đánh trống. Những bức tượng đó đoán chừng là chất liệu có vấn đề gì đó, cũng có thể là bên trong có kết cấu gì đó. Nói chung, phải chuyển hóa tiếng trống này thành sóng hạ âm mới có thể khiến vật tế bằng người sống đó cứ đi rồi chết ở giữa đường. Xem ra tiếng nổ mạnh chúng ta tạo ra ban nãy đã cung cấp cho những bức tượng này nguồn âm thanh. Chắc là như thế. Bình thường xét đánh hay gì đó cũng có thể bị những bức tượng đó hấp thụ chuyển hóa. Xương cốt động vật trên đường đoán chừng cũng từ đó mà ra. Nhưng có một chuyện tôi mãi không hiểu, tại sao các cậu đều có chuyện, còn tôi thì không sao? Phải đó, chắc gì và anh vậy đấy, bậy bạ. Thật ra nguyên lý gây hại của sóng hạ âm chủ yếu là cộng hưởng nội tạng, mấu chốt là ở tim. Cho nên bình thường càng khỏe thì bệnh trạng càng mạnh. Khỏe mạnh đúng không? Sức khỏe tốt đúng không? Các cậu đều không sao đúng không? Giờ bàn da tôi đang tràn trề sức mạnh đấy. Đi, đi thôi, đi thôi. Đi thôi. Chúng ta xuất phát. Đi đi đi. Chờ chút. Tôi với Bằng Tử vốn là đến đón cậu và Tiểu Ca, không ngờ đến đây lại có nhiều chuyện như thế. Chúng tôi còn chưa liên lạc với Tam Gia, chúng ta nên liên hệ sớm, tránh để ông ấy lo lắng. Thiên Chân, nếu cậu cũng lo lắng thì cứ nói thẳng. Cậu xem hai chú cháu hai người cứ cự nữ nhau mãi. Đây là khói cầu cứu dùng lúc gặp nạn trên biển đúng không? Thứ này khó lấy được lắm. Ngô Tam Tỉnh cũng có bản lĩnh đấy. Sao khói này lại màu vàng? Có ý nghĩa gì đặc biệt không? Màu vàng thể hiện phía trước có nguy hiểm, phải cẩn thận. Còn những màu khác cũng thể hiện những ý nghĩa khác nhau. Ai biết chú ấy có để ý tới chúng ta không? Yên tâm đi, theo thời gian hẹn, có thể Tam Gia cũng đang ở gần rừng mưa rồi. Hơn nữa, đồ chúng ta tích trữ đủ để đốt 3-4 tiếng, đảm bảo có thể chờ đến khi Tam Gia hồi âm. Làm gì thế? Tôi không mua.
Tôi nói này, anh mù thật hay giả dờ vậy? Không thể chờ tiếp nữa. Đi thôi, khí hậu rừng mưa hay thay đổi, chúng ta phải tìm một nơi an toàn đóng trại. Đi thôi, chúng ta mau chóng xuất phát thôi. Tìm đội tâm gia để tập hợp. Chúng tôi chưa nghĩ đủ mà. Người phụ nữ này đúng là ngang ngược. Tắt đèn pin đi. Tại sao? Cứ làm theo đi. Chẳng qua chỉ là đánh cược thôi mà. Có cần phải thế không? Tỷ số 2-1 nhé. Còn dây quần thì thôi đừng cởi. Không, hắc gia tôi nói lời giữ lời. Dám cược dám thua, tôi phải cởi. Vừa hay cũng tiện hơn. Anh đi bên kia. Nơi như thế này có rắn là đương nhiên, chứ bức dây động rừng vẫn hữu dụng đấy. Mọi người cẩn thận. Ngô Tà, anh còn nhớ một câu trên bản ghi chép của Trần Văn Cẩm không? Ao bùng nhiều rắn, gặp người không sợ. Nhanh lên, phải tìm được chỗ đóng trại trước khi trời tối. Đi thôi. Cậu qua đây. Anh bị điên à? Còn tham quan nữa sao? Mau lên, cậu mau qua đây. Nhìn xem. Ở đây sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện một bức tranh đâu. Chắc là cơ quan để mở cửa đấy. Nhìn tới nhìn lui, chỉ có đôi mắt này đáng để tìm tòi. Dùng tay à? Đúng thế, tay hữu dụng hơn bất kỳ dụng cụ nào khác đấy. Anh phát hiện trước, anh làm đi. Cậu ghét bỏ à? Trong tình huống ác liệt thế này thì đây là nguồn nước quý giá đấy. Anh không chê thì anh làm đi. Được. Vậy để hắc gia tôi cho cậu biết thế nào gọi là chuyên nghiệp. Cầm lấy.
Có rồi. Chẳng lẽ nơi này là trung tâm của con Tây Dương Mẫu? Vào xem thử là biết ngay thôi. Nào, uống hết rồi. Cậu xem mấy người các cậu, vừa rồi chỉ đi mấy bước mà cả đám như đã hết hơi rồi. Vậy để tôi cổ động tinh thần, ca múa cho các cậu một bài nhé. Dừng lại. Chúng tôi bị dày dò về mặt thể lực rồi, không thể lại bị giọng hát của anh tàn phá về mặt tinh thần nữa. Nói bậy. Có thể xem bằng da tôi ca múa là phúc tám đời của cậu đấy, biết không? Mưa. Phải. Áp suất không khí càng lúc càng thấp. Đây sẽ là một trận mưa to. Tìm một chỗ tránh mưa đi. Tây Dương Mẫu này ra tay hoành tráng thật đấy, vì xây dựng Dương Cung mà khoét rộng cả ngọn núi. Xem ra trong không gian nhiệt độ thấp, dầu thấp chưa bị bốc hơi hết. Đế đèn gặp nhiệt kích hoạt cơ quan. Ý tưởng của Tây Dương Mẫu khá hay đấy. Rửa tay. Rửa tay. Rửa tay. Lão già Ngô Tâm Tỉnh này biết suy nghĩ cho người khác thật, chuẩn bị rất chu toàn. Giờ cả ký hiệu cũng không thèm để lại, mà giấu đàn em để lại cái này. Tâm gia không đùa giỡn đâu, vì cách mở cơ quan của ông ấy giống hệt chúng ta. Nhưng đúng là suy nghĩ chu đáo hơn người trẻ tuổi. Tôi trước. Ra ngoài thì đừng có cầu kỳ quá như thế. Cậu xem bức tranh này, hình như là cảnh ai đó đến diện kiến Tây Dương Mẫu. Thú vị. Cậu xem, người khách này và Tây Dương Mẫu ngang bằng với nhau. Những người khác thì được thu nhỏ theo tỷ lệ. Tỷ lệ càng lớn chứng tỏ thân phận địa vị càng cao. Xem ra người này rất có máu mặt ở chỗ của Tây Dương Mẫu. Buộc tóc, đội mũ quan, quần áo hoa lệ. Chắc là trang phục của hoàng tộc Tây Chu. Chu Mục Dương. Trong thần thoại, Tây Dương Mẫu và Chu Mục Dương đều tìm thuốc trường sinh bất lão. Trong tài liệu lịch sử cũng có ghi chép mối tình của họ. Chúng ta cách xa nhau như vậy, sau này huynh còn đến đây không? Chờ ta về Đông Thổ, xử lý xong chuyện quốc gia, sẽ lại đến gặp muội. Thời hạn là 3 năm. Dù là thần thoại truyền lại hay là tài liệu lịch sử, thì người có quan hệ với Tây Dương Mẫu thì chỉ có thể là Chu Mục Dương thôi. Dọc đường cảm nhận lớn nhất của tôi chính là Tây Dương Mẫu này chắc chắn là một nhân vật ghê gớm, hơn nữa có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Cậu xem dương cung của bà ta đi, nếu không có ai dẫn đường, rất khó mà sống sót đến được đây. Rõ ràng muốn cho khách nơi này biết, nếu không ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ chết không chỗ chôn. Cậu xem tiếp mấy cái đèn này đi, đây đều là phong cách và kiểu dáng của Tây Chu, chứng tỏ bà ấy không những khách sáo với Chu Mục Dương mà còn tiếp nhận văn hóa ông ta mang đến.
Có lẽ là vì Chu Mục Dương mang đến lợi ích gì đấy cho bà ta. Lên trên xem thử nào. Hai lá xuống che mưa đi. Bạn Tử qua đây giúp một tay đi. Tôi đang bận. Mưa to vậy đừng ngây người đã nữa. Anh bị ngứa ngáy à? Thật sự là tôi đang rất ngứa. Kỳ lạ thật. Mong ông đây đang ngứa chết đây này. Hay là tôi nên đi tắm vậy? Anh đừng gãi nữa được không? Nhìn anh mà tôi cũng thấy ngứa. Tôi thật sự rất ngứa. Đứng lên. Ôi trời ơi. Cẩn thận. Dẫm lên cũng vô dụng. Mau tìm chỗ xử lý đám bọ này trước. Cầu thang này ít nhất cũng phải 200-300 bậc. Nếu không có thể lực thì cũng không đủ tư cách làm khách của Tây Dương Mẫu. Không được rồi, tôi phải nghỉ một lát đã. Cậu ăn chút đi, lát nữa còn lên đường. Bỏ đi. Con người anh nói chuyện đôi lúc chả để ý gì hết. Không có gì phải kiêng kỵ cả. Tôi không tin ma quỷ thần thánh. Tôi chỉ tin vào bản thân mình thôi. Con người anh cũng thú vị đấy. Mặc dù tôi có thể sống đến giờ chẳng có công lao gì của anh, nhưng nể mặt anh dẫn đường cho tôi. Khi nào về tôi sẽ mời anh dùng bữa. Mời tôi dùng bữa ư? Thôi đi. Cơm rang thịt ớt xanh đáng mấy đồng chứ. Ăn cái này chán lắm. Được. Vậy sau khi trở về, tôi sẽ đầu tư cho anh một nhà máy thực phẩm, chuyên sản xuất thực phẩm đóng hộp cho anh. Đừng nói kiểu sau khi trở về gì đó. Thường mà nói ra câu này thì sắp chết đến nơi rồi. Chẳng phải anh vừa nói không cần kiêng kỵ gì sao? Thế nào, giờ sợ rồi à? Tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm. Đương nhiên là không có gì phải kiêng kỵ rồi. Còn cậu, chàng trai, đừng có nói bừa. Đi nãy giờ sao vẫn chưa thấy cơ quan nhỉ? Không bình thường chút nào. Nếu là Tây Dương Mẫu, càng là những nơi chẳng đâu vào đâu thì càng dễ xảy ra chuyện. Bậc thang ở đây không giống vừa nãy. Tốt nhất cứ nên cẩn thận. Ý của cậu là mỗi bậc thang tiếp theo có thể đều có nguy hiểm á? Thôi được rồi, nếu đã đến thì bình thản tiếp nhận thôi. Để tôi đi trước. Nhanh vậy à? Chạy. Cây này không có bọ. Trận mưa này chắc sẽ không tạnh ngay đâu. Chúng ta trú tạm ở đây nhé. Cái cây vừa nãy bị bọ gặm nát rồi. Đúng là xui xẻo. Cái thứ này thật biết chọn chỗ. Còn ngứa không? Ngứa. Tiểu ca, anh đi đâu vậy? Tìm cỏ.
An Ninh, theo cô, loại bọ này có độc không? Anh, mau cởi quần ra. Cô muốn làm gì? Cô gái, cô định làm gì? Thiên chân cậu ấy vẫn còn là đứa trẻ. Đây là một loại bọ ve, bị chúng cắn sẽ rất phiền phức. Xem ra hai người còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều. Lúc này đừng có nũng nịu nữa. Nếu hai người không muốn sau này phải nằm sắp ngủ thì mau cởi quần ra, đợi đến khi nó chui vào đũng quần coi như xong đời đó. Để tôi tự xử lý, hay là hai chúng ta xử lý cho nhau nhé. Là đàn ông phải leo 1000 bậc, dám thi với tôi không? Thi gì? Thi xem ai chạy nhanh hơn. Người nào thua, thua thì phải làm sao? Cái này không quan trọng, phải cả hai cùng thắng. Lên. Nhanh, tôi ngứa sắp không chịu được nữa rồi. Anh làm sao vậy? Nó nhỏ thôi, sao chúng chui vào nhiều thế? Anh bị nặng quá đấy. Trong lúc vào núi chuyển đá, tôi bất cẩn làm rách đũng quần. Lúc đó còn cảm thấy rất mát. Vào núi thế nào lại quên luôn đi vụ này? Đừng nhiều lời nữa, nhanh lên. Chỗ mông còn nhiều hơn phía sau lưng. Loại bỏ này có thể hút máu liên tục. 2-3 ngày sau, nó sẽ to lên gấp 6-7 lần, nhanh lên. Vậy tôi bắt đầu nhé. Đợi đã, cậu biết phải làm thế nào chưa? Thì cứ trực tiếp khoét thôi. Không phải, thật may là hỏi lại cậu, không thì ông đây chết trong tay cậu rồi. Cầm lấy. Trước tiên cậu phải đốt nóng con dao đã, sau đó dùng dao thiêu bỏng lũ bọ kia. Tuyệt đối đừng kéo trực tiếp. Nếu để sót đầu của chúng ở bên trong thì chắc chắn sẽ bị truyền nhiễm. Mau, mau lên. Anh cố chịu nhé. Xong rồi, bàn tử chết tiệt. Đến lượt tôi, nhanh lên. Thiên Chân, cậu thay đổi rồi. Cậu không dịu dàng với tôi gì cả. Trên người tôi đầy bỏ ve như này, còn phải giúp anh nữa, tôi còn có thể dịu dàng được sao? Thôi thôi thôi, mau mau mau, vén lên vén lên. Cởi quần ra. Thiên Chân, lũ bọ trên người cậu do điều kiện sống không tốt lắm nên trong chúng hơi gầy gò. Hay là vỗ béo chúng thêm một lúc. Bàn tử chết tiệt, còn nói nhiều lời nữa. Hoa Nhi Gia, tôi nợ cậu một món nợ ân tình. Lần sau sẽ giảm giá cho cậu. Không cần, anh đã từng cứu tôi mà. Đừng nói những lời vô nghĩa vậy nữa. Chỗ này dốc quá, không thể nào xuống được. Chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Nhất định còn có lối ra khác, hoặc là có thể khiến các bậc thang này về trạng thái ban đầu. Nếu không, Ngô Tâm Tĩnh sao có thể đi qua được chứ? Đúng vậy. Tìm tiếp xem sao.
Từ từ thôi. Từ từ thôi. Tiểu Tâm gia, sao rồi? Không sao. Hai chúng tôi không bị quá nặng. Phải đó. Còn hai người thì sao? Chúng tôi vẫn ổn, không nghiêm trọng. Bọ bè có thể phân biệt được nhóm máu của người. Xem ra hai người các anh khá hợp với khẩu vị của chúng. Giờ mà có Tiểu Ca ở đây thì tốt. Cậu ấy có thể chất kháng côn trùng mà. Đừng bảo chỉ là bọ bè, mà đến cả vua Thi Biệt cũng phải sợ cậu ấy. Bình thường Tiểu Ca luôn bí ẩn kiệm lời, nhưng giờ lúc then chốt cậu ấy cũng rất chu đáo đấy. Chúng ta cũng nên cảnh giác hơn, tuyệt đối không được xem thường lũ bọ ve này. Trước khi đi làm dự án ở châu Phi, tôi tận mắt nhìn thấy một con hươu cao cổ chết trong tay thứ này. Trên cơ thể nó mọc đầy những khối u máu, trông đáng sợ vô cùng. Bọn này được đấy, quá ra chúng đến từ châu Phi. Vậy thì chúng còn đi xa hơn chim mặt người nữa. Tạnh mưa rồi, tối nay chúng ta ngủ qua đêm ở đây nhé. Tiểu Tam gia, nếu không tận mắt chứng kiến thì có đánh chết tôi cũng không tin. Trong sa mạc này lại có khu rừng mưa lớn như vậy. Thật ra cả sa mạc là một lòng chảo lớn. Chỗ này lại là nơi thấp nhất của lòng chảo. Tất cả nước mưa, nước ngấm đều tập trung tại đây để nuôi dưỡng khu rừng này, đồng thời giúp cho vùng núi đá xung quanh mọc nhiều thực vật hơn. Cảnh tượng này giống như câu tàn phong tụ thể thế vững vàng của người xưa, cũng chính là dùng đất phong thủy cực tốt. Còn cả dùng đất phong thủy cực tốt à? Tây Dương Mẫu biết chọn địa điểm thật. Lão già Ngô Tam Tỉnh đang làm trò gì không biết. Đúng lúc cần ông ấy nhất thì lại không cho gợi ý gì hết. Được rồi, cậu cũng đừng sốt ruột quá. Vẫn là câu nói đó, đã đến đây rồi thì cứ bình thản tiếp nhận. Chúng ta cũng vật lộn cả buổi rồi, mau nghỉ ngơi một lát đi. Biết đâu từ trên này nhìn xuống lại là một bức tranh khác. Tiểu Ca đâu rồi? Lại không thấy Tiểu Ca đâu nữa à? Không phải, ở đằng kia kìa. Tiểu Ca cứ chẳng nói chẳng rằng rồi mất hút, thật khiến người khác đau tim. Tiểu Ca là như vậy, thế giới của anh ấy chỉ có mình anh ấy, vậy nên không cần trao đổi gì với ai hết. Anh ngủ thêm một lát đi, để tôi đi gặp anh ấy. Tiểu Ca, anh làm gì thế? Tiểu Ca, anh lại phát hiện ra cái gì à? Cái thứ gì thế này? Thối chết đi được. Rắn.
Con rắn to vậy? Nó chết lâu rồi. Bỏ bé kìa, cẩn thận. Thiên Chân, đang nghĩ gì vậy? Cả cung điện không có bất cứ lối rẽ nào. Chúng ta tới đây bằng một con đường duy nhất, có vẻ như dẫn thẳng tới đây. Hơn nữa, ở đây ngoài tầng tầng lớp lớp cơ quan ra thì chẳng có gì khác, rất có vấn đề. Hơn nữa, đan dược của Tây Dương Mẫu được biết bao nhiêu người mơ ước. Dương cung của bà ấy tuyệt đối sẽ không để người khác vào dễ dàng. Hồi nhỏ cậu từng bắt chim sẻ bao giờ chưa? Dùng một thanh gỗ nhỏ để đỡ vỏ, rồi rắc gạo bên dưới. Đợi chim sẻ bay vào ăn gạo, chiếc vỏ sẽ đóng lại. Dương cung này chính là chiếc vỏ của Tây Dương Mẫu. Còn tôi và cậu là những chú chim sẻ. Chính xác, địa cung này chỉ là thuật che mắt, chứ không phải là dương cung thật sự. Xem ra muốn tìm hiểu bí mật của Tây Dương Mẫu thì không đơn giản chút nào. Cứ rời khỏi chỗ này trước rồi tính sao. Xung quanh đây trống trơn, không có gì cả. Tây Dương Mẫu muốn chúng ta chết đói chết khát ở đây. Mau đứng dậy tìm đường thôi. Không phải tôi không muốn đứng dậy, mà là tôi ngồi phải cái gì đó rồi. Có lẽ là cơ quan. Sao anh không nói sớm? Tôi thấy cậu ngủ say quá, không nỡ đánh thức cậu. Vậy có phải tôi nên cảm ơn anh không? Hoài Nhi gia khách sáo quá rồi. Nhưng nếu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng thì tôi đứng dậy đây. Dầu quả. Đầu tiên là chặn đường lui, tiếp đến là nhỏ dầu, cuối cùng chắc là phóng quả nhỉ. Không có che chắn, nhảy xuống chắc chắn sẽ ngã chết. Đi lối sau. Tiểu ca, máu của anh uy lực thật đấy. Đúng là chẳng loài độc nào xâm phạm được. Chỉ trong chốc lát, lũ bọ ve đã biến mất không dấu vết. Thiên Chân, tôi tưởng cậu bị bọ ve tấn công nên mới hét to như vậy. Nhưng ở đây đâu có gì đâu. Anh không thấy cảnh tượng vừa nãy? Bỗng dưng đám bọ ve ùn ùn kéo tới. Nếu là anh thì cũng la toáng lên thôi. Được rồi, đừng giải thích nữa, nghe gượng ép quá. Cái thứ này khó ngửi quá. Ngoài mùi xác chết thối rữa ra, còn lẫn cả mùi hôi thối của bọ ve. Có vẻ như lũ bọ ve hút khô máu con rắn này rồi. Cái này cũng lấy từ trong bụng rắn ra. Nhìn kiểu dáng
chắc là đồ của những năm 80-90. Bằng Tử, anh nói xem bây giờ ai còn dùng đèn pin cỡ bự này nữa. Tiểu ca, tôi hiểu rồi. Bỏ về ăn rắn, rắn lại ăn thịt người. Thứ này là xương của phụ nữ. Tháp Mộc Đà này đâu phải là thắng cảnh du lịch. Người được trang bị kỹ càng như thế này đến đây, nếu không phải là đoàn khảo cổ thì cũng là đội khai thác. Nhưng còn một khả năng nữa, cũng là tình huống tệ hại nhất. Đây là người của Trần Văn Cẩm. Thế thì đơn giản rồi, chúng ta lấy hết những thứ trong bụng rắn ra là sẽ biết rốt cuộc là kẻ nào. Tiểu Tam Gia, chỉ là một con rắn thôi mà. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi, có gì tôi sẽ gọi cậu. Cẩn thận nhé. Yên tâm đi. Chạy mau. Hết đường rồi. Nhảy thôi. Điên à. Nhảy còn có cơ hội sống. Không nhảy là chết ngay tại đây đấy. Đây chẳng phải là logo của công ty an ninh sao? Không thể nào. Người của công ty chúng tôi chưa từng đến Tháp Mộc Đà. An ninh, chẳng phải đã thống nhất là hợp tác cùng chia sẻ tin tức sao? Chuyện này có gì mà cô phải giấu giếm chứ? Từ năm 97, công ty chúng tôi đã bắt đầu đặt làm loại thẻ tên bằng kim loại này cho nhân viên, để phòng khi gặp bất chắc nơi hoang dã không thể nhận dạng được thân phận. Nhưng trên những thi thể này không hề có thẻ tên. Tôi đã xem qua rất nhiều tài liệu dự án trước năm 97 của công ty. Không có ai từng đến Tháp Mộc Đà cả. Vậy phải giải thích thế nào về miếng chốt dưới lưng này? Đúng là nói dối trắng trợn. Chắc chắn cô có bí mật xấu xa gì đó. Bạn tưởng lạ thật. Đây là thi thể của cô. Anh có ý gì vậy? Không cần phải xem nữa. Đây là đồng tiền đương thập. Tổng cộng có 7 đồng. Tiền đồng đương thập này vô cùng quý hiếm. Cô phải mất bao nhiêu năm mới dần dần thu thập được 7 đồng. Còn ai có năng lực và tiền tài đến mức thu thập được nhiều tiền đồng như vậy chứ? Lại còn là một chiếc còng tay giống hệt. Không thể nào như vậy được. Thiên Chân, cậu sao vậy? Tôi đã mơ thấy ác mộng. Tiểu ca đâu? Vẫn đang đào à? Đúng, đang định gọi cậu qua xem đây. Anh Ninh đâu? Mệt, ngủ bên kia kìa. Nhìn gì vậy? Không có gì.
Sao rồi? Có phát hiện gì mới không? Sao lại có lựu đạn vậy? Lựu đạn là vũ khí quân dụng. Người của cậu Đức Khảo có lợi hại hơn, cũng không thể dùng thứ này được. Có ai nói đây là người của cậu Đức Khảo đâu. Nãy tôi nằm mơ thấy đây chính là người của cậu Đức Khảo. Cơ mà lựu đạn này dùng để giết người. Đội khảo cổ sẽ không dùng đến thứ này. Người nào sẽ mang theo thứ này chứ? Tôi nghe nói rất nhiều năm trước có phần tử tội phạm hoành hành ở vùng này. Nhưng sau đó các phần tử tội phạm đó đều bị xử lý. Số ít còn lại thì bị mất tích ở sa mạc. Nếu nói vậy thì rất có thể đây là một phần tử tội phạm. Thứ gì đây? Đây là thứ tốt nhất. Còn dùng được. Thần kỳ quá. Qua bao lâu như vậy mà vẫn dùng được. Nhìn này. Qua Nhi Gia, đừng cử động lung tung, cẩn thận rơi xuống là nát nhừ đấy. Anh cứ lo cho thân mình trước đi. Lợi hại, lợi hại. Qua Nhi Gia, giúp tôi với chứ. Anh tự nghĩ cách đi. Vô tình thật đấy, kém xa thằng nhóc Ngô Tà. Anh mau xuống đây đi. Người tốt bụng như cậu rõ ràng đã muốn cứu tôi mà. Tôi sợ anh làm liên lụy tôi thôi. Trường mưa oi bức rất dễ gây mệt mỏi, nên các anh mệt thì cứ nghỉ ngơi một lát. Tôi sẽ trông chừng cho các anh. Đúng là đáng tin cậy. Tiểu Tam Gia, tôi cảnh gác với cậu. Được. Khẩu súng này còn quý giá hơn cả con người. Nó nằm trong bụng rắn bao nhiêu năm, thế mà vẫn dùng được. Đúng là không phải dạng vừa. Phan Tử, trước đây khi làm lính, chắc anh đã tham gia rất nhiều trận chiến nhỉ? Lúc đó chắc anh đã chứng kiến rất nhiều sự kiện lớn. Chuyện xưa rồi. Nhưng mà tôi cũng được coi như dạng dày xa trường, toàn gặp đại nạn mà không chết. Tiểu Tâm Gia, cậu yên tâm, mạng tôi lớn lắm. Có tôi ở bên, nhất định sẽ bảo vệ cậu an toàn. Đừng cử động. Đừng cử động. Đừng phát ra tiếng động. Cứ nhìn chằm chằm vào mắt nó. Rắn vẫn đang ở trên cây, không an toàn. Mau đánh thức bằng tử, chúng ta mau đi thôi.
chạy mau. Tiểu Tâm Gia, mau, nó tới rồi. Cẩn thận, đi mau. Cẩn thận. Tuyệt. Tiểu ca. Tiểu ca, đi mau. Con rắn vẫn chưa đủ đến đây. Ngô Tà, anh không sao chứ? Không sao. Nhưng Tiểu ca bị mất đao rồi. Thanh thép kim cổ đao đó của Tiểu ca đáng giá lắm đó. Đều tại con sâu dài đó. Bàn tử tôi mà gặp nó, nhất định sẽ giết nó đem hầm canh. Được rồi, anh đừng có bốc phét nữa. Nếu không phải tại anh ngủ sai, bọn tôi chạy lâu rồi, chẳng bị mất gì đâu. Chúng ta nói cho rõ ràng nha, Tiểu ca bị mất đao là do cứu cậu đấy. Tiểu ca, dù sao cũng mất đao rồi. Để tôi thay cậu bảo quản vỏ đao. Đó là của Tiểu ca chứ. Tôi bảo quản thay cậu ta. Biết đâu lại đáng giá thì sao. Đồ tham lam. Bàn gia tao sẽ hành chính mày. Tính mạng quan trọng, mà kệ thôi. Tha cho mày một mạng đấy. Hết đường rồi. Bên đó có một cái hang. Đi nào, đi, đi. Bằng tử, mau lên. Bị kẹt rồi, đưa tay đây. Bằng tử, hít sâu vào.
Đa tạ ơn cứu mạng của đại hiệp. Cố mà giảm béo đi. Chúng ta coi như thoát khỏi nguy hiểm rồi nhỉ. Con trăng lớn đó chạy đi đâu rồi? Nghe đi. Tiếng gì vậy? Rắn màu gà. Tiểu ca, nó không đuổi theo đó chứ? An toàn rồi. Suýt nữa thì lập nhóm với đám thi thể này rồi. Đây chẳng phải là chiếc đệm mà Tây Dương Mẫu chuẩn bị cho chúng ta sao? Tây Dương Mẫu không ngờ rằng sẽ có thi thể ở đây. Lần này thì chúng ta ăn may thôi. Đúng vậy. Nhưng ở đây rất ẩm thấp. Đi qua con đường kia chắc là đến ốc đảo rồi nhỉ? Chắc là vậy. Anh nhìn qua văn rắn trên những cục đá đó đi. Trong truyền thuyết, rắn là người bạn đồng hành tốt nhất của Tây Dương Mẫu. Chúng thích nhất những nơi ẩm ướt. Phía sau con đường phía trước chắc là địa điểm chính xác của cung Tây Dương Mẫu. Đại điện lúc nãy chỉ là thuật che mắt thôi. Người sa mạc luôn sinh sống men theo đồng cỏ và nguồn nước. Nếu là tôi thì cũng sẽ xây dựng cung điện ở ốc đảo. Ra ngoài xem thôi. Chú ý xem có ký hiệu Ngô Tam Tỉnh để lại không. Ừ. Tiểu ca, chắc con rắn màu gà gì đó sẽ không đuổi theo đó chứ? Không đâu. Rắn màu gà là loại độc nhất trong các loài rắn. Có ý thức lãnh thổ rất mạnh. Nãy con trăng lớn xâm phạm vào lãnh thổ của nó, phát hiện thấy rắn màu gà nên bỏ chạy rồi. Con rắn màu gà đó lợi hại vậy sao? Thường thì nó sẽ không tấn công con người đâu. Đã gây ra tiếng động lớn quá nên nó mới nhổm lên thôi. May mà không chọc giận nó. Nếu không thì chúng ta đều bỏ mạng rồi. Cô nói có lý lắm. Bàn tử tôi mà biết có rắn màu gà bên trong thì tôi đã gào ầm lên từ lâu rồi. Chính nhờ nó đuổi con sâu lớn kia đi đấy. Cô nói vậy là phải biết ơn bàn tử này đấy. Này bàn tử, anh nên giảm cân đi. Thân hình của anh thật sự rất bất tiện cho việc chạy trốn. Biết rồi biết rồi. Lần này trở về bàn da sẽ giảm béo. Con trăng lớn đó sợ rắn màu gà, chắc chắn sẽ không theo đến đây đâu. Nơi này an toàn rồi. Chúng ta tìm nơi nào đó nghỉ ngơi đi. Rừng mưa. Nói một cách chính xác thì đây là rừng mưa trong sa mạc. Chỗ này giống hang rắn hơn là ốc đảo. Vậy chứng tỏ chúng ta cách Ngô Tâm Tỉnh không xa nữa rồi. Đi thôi.